mượn cái tẩy trang gì á xịn lắm. Thì ra là sáp tẩy trang của Skin Lab á mấy chị ơi. Nó có khoe nhờ xài cái này mà nó không có bị mụn đầu đen. Để xem sáp tẩy trang Skin Lab có thật sự thần thánh như vậy không. Cứ tìm mua và biết được là sáp tẩy trang Skin Lab á hiện chỉ có tại Lucybox nha và được phân phối chính hãng ở đây luôn. Sau một khoảng thời gian dùng sáp tẩy trang, đến giờ tôi chỉ muốn nói là dùng sáp tẩy trang rất là tiện nha mấy bà. Mấy bà chỉ cần để da mặt của mình khô nè, lấy sáp tẩy trang massage lên mặt, sau đó thì mình nhũ hóa lại nước, vậy là xong rồi á. Trong mạng này thì có BHA làm sạch sâu lỗ chân lông nè, bảo vệ hàng rào, bảo vệ da, dịu nhẹ với mắt nha. 100% an toàn cho mắt và mi nới không có bị cay mắt nha mọi người. Làm sạch hơn 95% bụi mịn, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và bã nhờn. Và da mặt của tôi được làm sạch hoàn toàn, giảm mịn nha. Tẩy trang xong rồi thì tôi sẽ bắt đầu đi dưỡng da. Tôi cũng mới đi lấy sơn 3 ngày về và da cũng bị xuống máy tông, nên là tôi cũng đang dùng cái bảng vitamin C của nhà Skin Lab luôn. Da đang không điều màu, muốn dưỡng sáng á, thì mấy bà dùng thử bảng này nha. Serum xong á, thì tôi sẽ khóa ẩm. Tôi cũng đang dùng cái kem dưỡng ẩm vitamin B cấp ẩm sâu này luôn cho routine hôm nay nha. Mấy hạt nhỏ li ti màu xanh này á, đó là vitamin B12 dạng viên nang á. Thôi như thế này nè mấy bà, nó sẽ tan ra liền luôn. Bảng này dưỡng ẩm đỉnh lắm luôn á. Để hôm nào rảnh á, tôi sẽ ra một clip riêng về hai bảng này nha. Bye.